Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng đã diễn ra đầy sôi động với những thương vụ được chốt vào phút chót sẽ là tâm điểm clip hôm nay. Ngoài ra, sự chuẩn bị của các ông lớn cho loạt trận cuối tuần cũng sẽ xuất hiện trong bản tin ngày 31 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Inter Milan đại thắng Atalanta. Chelsea mượn thành công Jadon Sancho. Man United tái ngộ Mourinho ở Europa League. Đụng độ Atalanta vòng 3 Serie A và Inter Milan đã có bàn thắng ngay đầu hiệp 1 nhờ đội bạn phá lưới. Chưa dừng lại ở đó, Nico Barella còn lên tiếng để nhân đôi cách biệt cho Nezazzurri ở phút thứ 10. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của hiệp 1 nên ông lớn nước Ý bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế về mặt kết quả. Thời gian sau đó ghi nhận việc Marcus Thuram điền tên mình lên bảng tỷ số 2 lần để củng cố chiến thắng cho Inter Milan. Ở chiều đối diện, Atalanta không thể có pha lập công danh dự nên anh chấp nhận thảm bại 0-4. Kết quả trên đồng nghĩa với việc Nezazzurri hiện có 7 điểm sau 3 vòng đấu. Khẩu lệnh Here We Go vang lên và Chelsea đã mượn thành công Jadon Sancho từ Man United. Điều đáng chú ý là thỏa thuận giữa hai ông lớn EPL có kèm nghĩa vụ mua đất với mức phí khoảng 25 triệu bảng. Do vậy, Jadon Sancho một lần nữa chia tay sân Old Trafford để bắt đầu hành trình mới tại đại diện thành London. Xứng đáng là thương vụ kịch tính nhất phiên chợ hè khi tương lai của Victor Osimhen chỉ được định đoạt vào phút chót. Cụ thể, tiền đạo 25 tuổi sẽ không chuyển đến Chelsea, Paris Saint-Germain hay bất kỳ đại gia Tây Á nào mà vẫn sẽ ở lại Napoli. Nguyên nhân là bởi dù đàm phán qua lại trong thời gian dài, không bên nào đạt được sự đồng thuận của cả ông lớn nước Ý lẫn chân sút người Nigeria. Do đó, Victor Osimhen chưa thể rời Napoli dù mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên rất xấu. Không phải đội bóng tên tuổi nào tại giải Ngoại hạng Anh mà câu lạc bộ Anali mới là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của tiền đạo Ivan Toney. Theo nhà báo Ben Jacob, đại gia Tây Á cùng chân sút xứ sương mù đã đi đến thống nhất về một bản gieo kèo kéo dài 3 năm. Thậm chí câu lạc bộ Trung Đông cũng chấp nhận để tuyển thủ tam sử thực hiện một phần quá trình kiểm tra y tế tại London. Về mức phí chuyển nhượng, Anali tốn 40 triệu bảng cho thương vụ trên và Ivan Toney sẽ là ngôi sao đình đám tiếp theo chia tay châu Âu để đến Saudi Pro League thi đấu. Song song với việc chào đón Jadon Sancho thì Chelsea đã để Raheem Sterling chuyển đến Arsenal theo dạng cho mượn. Đây là thành quả sau quá trình đàm phán vô cùng khẩn trương của cả ba bên và các thủ tục còn lại sẽ sớm được tiến hành. Vậy là sau Liverpool, Man City cùng Chelsea thì Arsenal sẽ là ông lớn tiếp theo ở EPL mà Sterling cống hiến trong sự nghiệp. Dù được truyền thông xác nhận từ vài ngày trước nhưng đến đêm qua thì Man United mới chính thức công bố bản hợp đồng Manuel Ugarte. Trước đó không lâu, ngôi sao Nam Mỹ cũng đăng một tâm thư khá dài lên trang cá nhân để chia tay đội bóng cũ Paris Saint-Germain. Bên cạnh đó, cầu thủ người Uruguay cũng nhanh chóng gửi đến các fan quỷ đỏ thông điệp với nội dung: tôi sẽ hy sinh và cống hiến mọi thứ cho đồng đội của mình. Cùng nhau, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành được những danh hiệu và đạt đến đẳng cấp mà Man United cần hướng tới. Chưa đầy 24 giờ sau lễ bốc thăm ở Champions League thì hoạt động tương tự cũng diễn ra tại Europa League, là một trong những đội bóng nhận nhiều sự quan tâm nhất ở giải đấu. Man United sẽ đụng độ Fenerbahce của người cũ Jose Mourinho. Bên cạnh đó, Rangers và Porto cũng là những thử thách không hề dễ chơi với đội chủ sân Old Trafford. Ngoài bộ ba đội bóng kể trên, năm tập thể khác là PAOK, Bodo, Victoria Pilsen, Twente và FC SV cũng sẽ lần lượt chạm trán thầy trò Erik ten Hag trong những trận cầu đáng chú ý. Vượt qua CVT sau hai lượt trận playoff và Chelsea cũng đã biết những đối thủ mà mình sẽ chạm trán vòng bảng Europa Conference League. Cụ thể, đại diện thành London lần lượt đụng Genk, Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos và Noah ở chặng đường sắp tới tại Cúp châu Âu. Tất nhiên, các đối thủ trên chẳng thể so với đại diện thành London về mặt danh tiếng nên thầy trò Enzo Maresca nhận kỳ vọng sẽ có chiến thắng ấn tượng. Để chuẩn bị cho hai cuộc đụng độ Croatia và Scotland, thì đội tuyển Bồ Đào Nha đã công bố danh sách tập trung và chiều qua. Cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn là Cristiano Ronaldo khi CR7 tiếp tục nhận sự tin tưởng từ huấn luyện viên Roberto Martinez. Mọi chuyện còn trở nên đặc biệt hơn khi tuyển thủ Selecao châu Âu đã có 899 bàn thắng trong sự nghiệp.
và hoàn toàn có thể cán mốc 900 pha lập công trong hai trận cầu sắp tới cùng Bồ Đào Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha là ông lớn tiếp theo công bố danh sách tập trung cho loạt trận Nations League. Được biết, phần lớn các trụ cột ở Euro 2024 đều góp mặt như Dani Carvajal, Rodri, Lamine Yamal hay Nico Williams. Do vậy, không quá khó để La Roja thu được kết quả tốt ở các cuộc đụng độ Serbia và Thụy Sĩ sắp tới. Sau hành trình nhạt nhòa tại Euro 2024 thì danh sách tập trung của đội tuyển Bỉ trước loạt trận Nations League thu hút khá nhiều sự chú ý. Trong đó, giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến chi tiết bộ đôi Leandro Trossard và Romelu Lukaku sẽ vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Ở chiều ngược lại, Kevin De Bruyne là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình đại diện châu Âu. Tuy nhiên, không dễ để trụ cột Manchester City cùng các đồng đội giành trọn 6 điểm. Khi đụng độ Israel và tuyển Pháp ở những tuần tới. Vào đêm mai thì Man United sẽ đại chiến Liverpool ở trận cầu đỉnh vòng 3 EPL. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo Rasmus Højlund tiếp tục phải ngồi ngoài. Trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết cần theo dõi thêm quá trình hồi phục của tiền đạo Bắc Âu trong quãng nghỉ quốc tế để xác định thời gian tái xuất. Bên cạnh đó, Mason Mount cũng dính chấn thương và vắng mặt trong cuộc đụng độ The Cop. Do vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag phải đặt niềm tin vào cầu thủ khác ở màn chạm trán đại diện thành phố cảng. Không chỉ các cầu thủ Manchester United đặt quyết tâm cho trận derby nước Anh, mà huấn luyện viên Arne Slot bên phía Liverpool cũng cực kỳ tập trung trước màn chạm trán người đồng hương Erik ten Hag. Trong bối cảnh thi đấu trên sân khách vào đêm chủ nhật, thuyền trưởng The Cop nhấn mạnh các học trò phải ý thức được việc sẽ chơi trong bầu không khí thù địch từ các cổ động viên của đối thủ. Khả năng cao dự báo của Arne Slot sẽ trở thành sự thật và các fan rất chờ đợi màn chạm trán nảy lửa giữa hai ông lớn EPL. Vài ngày sau khi cập bến Arsenal thì tân binh Mikel Merino đã báo tin xấu cho các fan pháo thủ. Cụ thể, ngôi sao người Tây Ban Nha dính chấn thương vai sau một pha va chạm trong buổi tập với Gabriel Magalhães. Thông tin trên được chính huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận và nhà vô địch Euro 2024 sẽ cần vài tuần để bình phục hoàn toàn. Do đó, Arsenal không có được đội hình mạnh nhất trong cuộc đụng độ Brighton tối nay. Phiên chợ hè ở Đức đã đóng cửa và Kingsley Coman vẫn là người của Bayern Munich, bất chấp việc được một vài đội bóng châu Âu cũng như đại gia Tây Á Al Hilal tích cực theo đuổi. Ngôi sao người Pháp đã từ chối mọi lời đề nghị để ở lại sân Allianz Arena. Do vậy, thời gian tới là lúc Coman nỗ lực để nâng cao tầm ảnh hưởng ở Bayern Munich. Sau vài tuần gặp khó khăn khi cập bến Fiorentina, thì thủ môn David De Gea vừa có một trận đấu xuất sắc để khẳng định đẳng cấp. Cụ thể, ở cuộc đụng độ đối thủ Puskás Akademia ở lượt về vòng playoff Europa Conference League, ngôi sao xứ đỏ bò đã có tới 8 pha cứu thua và còn đẩy được quả phạt đền trong loạt đấu súng. Màn trình diễn thăng hoa trên giúp De Gea nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng như đưa Fiorentina đi tiếp ở đấu trường châu Âu. Rất có thể đây sẽ là dấu mốc quan trọng để ngôi sao xứ đỏ bò lấy lại sự tự tin cũng như tìm được phiên bản tốt nhất của mình. Đang thăng hoa đỉnh bảng La Liga và Barcelona có đón thêm tin vui về tình hình lực lượng. Cụ thể, Eric Garcia đã bình phục chấn thương và quay trở lại tập luyện vào hôm qua. Đây là cập nhật tích cực với huấn luyện viên Hansi Flick trước cuộc đụng độ Real Valladolid cuối tuần này. Chắc chắn mục tiêu của Blaugrana trong màn chạm trán trên là giành trọn 3 điểm để duy trì thành tích toàn thắng ở La Liga. Trái với những dự báo về việc quay lại giải Ngoại Anh thì Wilfried Zaha sẽ đến Pháp thi đấu trong phần tiếp theo trong sự nghiệp. Nguyên nhân là do Lyon đã mượn thành công cựu cầu thủ Man United từ Galatasaray theo bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Với mức phí chuyển nhượng, đại diện nước Pháp phải bỏ ra 3 triệu euro trong khi Galatasaray chịu trách nhiệm chi trả phần lớn lương của nhân tố 31 tuổi. Hiện tại Zaha đã bay sang Pháp để kiểm tra y tế và sẽ sớm ra mắt các khán giả tại Ligue 1. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 tiếng qua. Và tối và đêm nay thì sân cỏ châu Âu sẽ nóng lên với rất nhiều trận cầu đáng chú ý. Kết quả thi đấu của các ông lớn cùng những cập nhật nóng hổi khác sẽ xuất hiện liên tục trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.